教練咗乜嘢？đủ chưa? Nhiêu đủ rồi á. Xíu đâu là mình lấy hết cần cái chỗ đó luôn chú Tâm. Mình lấy hết cũng được ha. Câu dữ vậy? Thôi ít thôi mẹ ơi, không có đi qua tới sông đâu. Tấm dẫn cái đó còn. Đó, quá trời luôn. Thử luôn kìa. Kìa, ý, còn con này nè. Cái này ra đi đào. Ý, biết. Trên đây nè con. Dạ. Biết nhìn lên kìa. Ờ, được rồi đó. Mấy con trùng này câu mấy không? Trùng này này. Chứ trùng bộ kìa. Tại vì đây hả? Trùng nước đúng không? Trùng nước câu ngon hơn trùng dạ. Hổ đúng không? Trùng hổ câu dạ. Thì... Rồi đắp lại. Trắng trắng. Dạ. Rồi còn con trống nữa kìa. Rồi lắp lại đi con. Ô, đi. Trùng nè. Nãy không bẻ nè. Nhốt luôn nè. Con đâu có ngu đâu. Nè. Nhốt luôn nè hả? Đây, vẽ cho. Vẽ cho nó nhanh. Quá nhiều rồi đó. Mày vẽ cái cụ móc đi. Đi đéo con. Nè. Rồi con nhiều rồi đó, có mấy cần à. Đi. Mời đi vào cùng hổ. Nay chú còn theo không chú ta? Không, sáng mai chú về rồi. 9 giờ chú mới về mà. Mời sáng con chú chú ra trùng hổ nha. Ok. Chú sẽ đi đào trùng hổ với con. Đi nào. Lấy được. Đi đi con. Đi. Cho chân các bạn nhỏ đi câu cắm nha các bạn. Đây. Con lại làm với chị đi. Đây, các bạn nhỏ đừng móc mồi nha. Nãy con cắm mấy cần rồi? Dạ, 8 cần. Dạ, 24 nữa. 12 cần. 24 nè. 12 cần. 12 cần giờ mình lấy sao? 15 cần đi. Ừ, tối rồi, cắm xíu về ngủ. Ngủ mai đi học đúng không? Dạ, cắm 10 giờ về. 5 giờ. Đây hả? Đây có cái tre hả? Gặp cá bơi đó. Cắm đi xuống. Ai coi chuột chú Tâm bắn chưa? Ừ, soi chuột chú bắn vô. Dạ. Thôi chuột đi, tao với chú bắn đi. Mày với chị tao thì cắm. Cắm sâu chưa? Nó giật á. Dạ. Rồi, đi, tiếp tục. Cắm tiếp. Tới sau ngày nhà cô Tám rồi ngưng. Vậy về lấy 2 cần. Thôi cần gì nhiều, về được rồi. Bắn nhái cầm. Ôi. Trời ơi. Nãy con bắn. Dạ. Xì cái con mắt kẹt. Con mắt của nó. Có đường té không? Bắn gì vậy? Nó bị hư rồi kìa. Nó chắc nhiều. Đã chứ ta lên. Nghe là con nó dở lắm nè. Sao thấy lúc con bắn dở, lúc con bắn dở chì quá. Cầm đây cần nè. Cầm ở đây cần nè. Cầm ở đây cần nè, rồi như cấu cần. Cầm
chưa? Dạ. Rồi đi lên. Để vô kéo luôn. Rồi, rồi lên được đi về. Rồi bây giờ chờ cá gắn câu rồi đi thăm câu nha. Cá con công rỉa hết mồi rồi. Hồi con đi câu cá chú có đi thêm chứ ta. Hồi nào? Hồi con đi thăm nó, ăn tiếng đồng hồ á. À, có xíu chú đi. Chú đi thăm với tụi con mà. Rồi đi vô. Chưa cắm nữa, cắm đây luôn. Nhảy qua luôn hả? Dạ. Nè. Dạ. Rồi. Cầm ở đây hai một con đi. Chị hai. Một con chân không sạch. Chị. Con câu em liền kìa. Rồi xong luôn. Thôi mình không có ngu gì vậy đâu. Rồi trong thời gian chơi gần câu đi kiếm chút dừa bắn. Rồi. Nó chạy ra chú bắn cho. Chọc được mà. Ừ, nó chạy mà. Dù trên cái dừa đó. Chọc không tới đâu. Cá rồi. Kìa cá rồi. Không tới nổi. Không á. Trên mấy viên đạn thôi em bắn chuột ấy. Chọc trên cây. Đâu. Đi, bắt chuột. Chuột hả? Đi. Năm, chín, chắc chưa? Khép lại con, rồi nhìn lên. Xì chưa? Xì ghê rồi đó. Từng câu cũng không ốc được nữa. Cái này là con. Rồi, con nhỏ dính một con cá này nè các bạn. Cá thắt lát hả? Dạ. Gỡ nó ra đi. Ừ. Ý, nó đầu tôi rồi. Ờ, nó tự ra luôn rồi. Con thả nó xuống ấy đi. Thả nó vô hụng đi. Ăn nữa nè. Xuống không nó ăn đi. Chừng nào bự chút nữa thì được. Hẹn mày, hẹn gặp lại mày. Bự lên xíu nữa tao bắt mày. Tao mừng thịt. Đúng không? Rồi. Nữa đi. Vô cần đây. Cắm lại. Vô cần đây. Ê, còn còn quá. Ê. Ôi. Đường cá bự gì? Ở trong này hả? Hay ở ngoài? Ở trong. Ở trong. Ờ. Cá phi đấy. Tuyệt vời. Cá phi, rồi đi. Giờ là mình cuốn luôn. Giết mỗi con này hả? Con cá lóc nãy đâu? Con cá lóc của Thái vô hùng rồi. Đâu chú con đây, giết con này, cá lóc với con của Phi hả? Dạ. Hai con, con. Hai con. Bị sảy lên mắt con sừng. Mắt cái đầu. Ơi, bị sảy con cá. Cúp cái vụ. Tí con đi lại chậm. Ở đâu đâu, mắt ở đâu đâu. Con bên này có tám, còn bên cạnh không chắc. Con này nè. Dạ. Ừ, cái chỗ này đâu rồi? Cái chỗ đó đâu rồi? Cá rồi. Ông chừng nó cá rồi nha. Nè có một cây ngay đây nè, chú nhớ mà. Con cũng nhớ có cắm nữa. Cắm đây nữa. Rồi đủ, không chân cá kéo rồi. Rồi xong mắc một con thêm nè. Nó lội ra ngoài đây nè. Có một con rồi. Rồi, cái bên đây nữa nè. Mà non mình dính đạp vào bên đây. Cái màu lâu. Cắm đi cá lội vô mà. Đi, gỡ cần bên đây luôn. Đâu rồi? Rồi, không có luôn. Không có luôn rồi. Nó dính được một con. Ớt kiều. Quá trời luôn mà bắt không được. Đi.
Vô trong cần trong kia đi. Ừ. Thấy. Tình hình bây giờ là 2 giờ sáng nha các bạn. Lạc trôi. Ừ. Nó bị vìu đang lạc trôi dưới dòng. Lưới dài ha. Trời ơi, lưới này lụm láng rồi. Sáng ra im rồi. 2 giờ văn tầm 6 giờ gỡ. Lưới mới còn có giấy nè. Giờ anh em mình văn sáng ra lấy nè. Anh Biệp đang gỡ lưới nè các bạn. Xa quá, tối quá quay không thấy gì chưa. Có con sặc nữa kìa. Cái sạc tập tạ sao bự vậy trời. Ê. Sạc tập tạ hả? Ừ. Cái gì, mấy quỷ này nó ăn dính cái lưỡi anh đúng rồi. Cái sạc trên Sài Gòn chắc bằng phần tư gì á. Cái chê bành kỳ luôn. Vinh cái chê là gỡ đường khúc rồi. Thành quả đây các bạn. Giờ vô đổ ra coi nè. Tôi hù quay không thấy gì. Điệp bị chúa cho vì bị con ăn à. Nó ăn nó không bể vỏ à. Nó móc ra. Hai cái vô, ba cái vô, bốn cái vô luôn. Còn cá là hồi đừng nồi cháo ngon.